Nhân dịp quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 sáng ngày 29 tháng 5, lãnh đạo thành phố Kon Tum đến thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố ân cần hỏi thăm đời sống sinh hoạt, căn dặn các em thương yêu, đoàn kết với nhau. Trong những ngày hè sắp tới, khi tham gia các hoạt động tại địa phương, không đi tắm sông, tắm suối, đồng thời đề nghị các cơ sở nuôi dưỡng tiếp tục quan tâm, chăm lo, dạy dỗ, tạo môi trường tốt nhất để các cháu phát triển toàn diện. Nhân dịp ngày 1 tháng 6, đoàn tặng 456 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chúc các em đón Tết thiếu nhi vui vẻ hạnh phúc. Dịp này, thành phố Kon Tum tặng 716 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 21 xã phường trên địa bàn.